Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, dù tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát ở nhiều tỉnh thành, nhưng nguy cơ bùng phát dịch trở lại vẫn tiềm ẩn rất lớn. Mới đây, hàng nghìn người dân sống tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tập trung xếp hàng dài san sát nhau, thậm chí còn chen lấn xô đẩy tại chợ Đông Phú, khu dân cư Thuận Giao để chờ được vào tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19, đã khiến nhiều người xem không khỏi lo lắng về biện pháp phòng chống dịch tại nơi đây. Những ngày qua, tại các điểm tiêm chủng ở Bình Dương, xảy ra tình trạng người dân tập trung đông, gây ùn ứ và không giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh. Điểm tiêm chủng tập trung đông người nhất là ở chợ Đông Phú 1, thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dù ngành chức năng có thông báo, việc người dân được phát phiếu mới được tiêm chủng, nhưng nhiều người không có phiếu vẫn cố chen lấn vào bên trong khu vực tiêm, tạo nên cảnh hỗn loạn. Trước tình hình trên, phường Thuận Giao phải tăng cường lực lượng công an, quân sự, hỗ trợ tuyên truyền, kêu gọi người dân giữ khoảng cách an toàn, xếp hàng chờ đến lượt. Từ sáng sớm, hàng nghìn người đã tụ tập xếp hàng dài, không giữ khoảng cách tại điểm tiêm chủng trong chợ Đông Phú. Dòng người đứng san sát nhau, chen lấn xô đẩy để hy vọng được vào tiêm. Lực lượng chức năng đã rất vất vả để ổn định trật tự, nhưng dòng người vẫn không chịu giãn cách, không thực hiện đúng quy tắc 5K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bà Huỳnh Thị Lem, quê Cà Mau, tạm trú tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết bà cùng mấy người trong dãy trọ đi từ lúc 3 giờ sáng đến đây chờ tiêm. Chúng tôi đã đến thời hạn tiêm mũi 2 vaccine Verocell, nhưng chưa thấy phường thông báo lịch tiêm. Đêm qua, nghe mọi người nói ở chợ Đông Phú sẽ tổ chức tiêm cho người dân trên phường Thuận Giao, nên chúng tôi rủ nhau đến để tiêm, anh ngờ đông quá, bà Lem nói. Chứng kiến cảnh hàng nghìn người đứng xếp hàng dài, chen lấn xô đẩy nhau, nhiều người đi ngang qua đã không khỏi rùng mình, bởi Thuận Giao là phường từng thuộc vùng đỏ đậm đặc, phải khóa chặt suốt thời gian dài. Liên quan đến vấn đề này, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Đoàn Tấn Dũng, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Thuận Giao cho biết, hiện nay trên địa bàn phường có khoảng 20.000 người đến thời hạn tiêm mũi 2 vaccine Verocell. Tuy nhiên, vào sáng 11 tháng 10, phường chỉ tổ chức tiêm cho khoảng 3.000 người. Do người dân nóng lòng muốn được tiêm mũi 2 khi đã đến thời hạn, nên đã kéo đến khu vực chợ Đông Phú, nên mới xảy ra cảnh tượng xếp hàng dài, chen lấn và xô đẩy. Bà con ai cũng nóng lòng, mong được tiêm mũi 2 để đi làm, nên khi thấy phường tổ chức tiêm thì đã ổ ạt kéo đến. Trước đó phường đã gửi thư mời cho các đối tượng đến tiêm chủng vào sáng nay, nhưng do số lượng người dân đến đông quá, dẫn đến điểm tiêm bị quá tải. Tôi sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng yêu cầu bà con giãn cách ra và sắp xếp lịch tiêm một cách có khoa học, ông Dũng nói. Cũng trong sáng nay, tại điểm tiêm ở gần bệnh viện Columbia, nằm trên đường 22 tháng 12, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, cũng có rất đông người dân xếp hàng dài trên đường để chờ đến lượt vào tiêm vaccine, khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Còn tại điểm tiêm trên đường Giác Xanh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, từ 7 giờ sáng cũng có hàng trăm người xếp hàng chờ tiêm vaccine. Đáng chú ý, điểm này chủ yếu tiêm và khám bệnh cho phụ nữ mang thai, nhưng nhiều thanh niên vẫn tập trung chờ tiêm và đứng sát nhau trước cổng. Lực lượng chức năng đã liên tục phát loa thông báo, yêu cầu người dân giãn cách ra và lập biên bản một số người về hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Sau đó, tình hình khu vực mới ổn định trở lại. Tại một số điểm tiêm khác ở phường Lái Thiêu, Bình Hòa của thành phố Thuận An hay ở thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, cũng xuất hiện tình trạng người dân kéo đến các điểm tiêm rất đông. Theo người dân, họ muốn được tiêm mũi 2 để sớm trở lại làm việc, thuận tiện cho việc đi lại trên địa bàn. Một số trường hợp khác thì quá hạn tiêm mũi 2. Thưa quý vị, trước hiện tượng người dân ồ ạt kéo đến các điểm tiêm chủng gây mất trật tự, ảnh hưởng công tác phòng chống dịch, Sở Y tế Bình Dương đã có thông báo khẩn về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh để trấn an người dân. Liên quan đến vấn đề này, mới đây Sở Y tế Bình Dương đã có thông báo khẩn về việc tiêm phòng vaccine COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Động thái này được đưa ra sau khi nhiều cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng hàng nghìn người dân chen lấn xô đẩy tại các điểm tiêm vaccine trên địa bàn thành phố Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một. Bác sĩ Nguyễn Hồng Trương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, tỉnh đã nhận tổng cộng hơn 3,8 triệu liều vaccine COVID-19 và đã tổ chức tiêm hơn 3 triệu liều, còn lại đang triển khai tiêm cho người lao động trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp. Dự kiến trong vài ngày tới, Bình Dương sẽ tiếp nhận thêm 774.000 liều vaccine do Trung ương phân bổ để tiêm mũi 2 cho tất cả các đối tượng đã tiêm mũi 1 và tiêm vét các đối tượng chưa tiêm mũi 1. Để tránh tình trạng tập trung đông người, dễ lây lan dịch bệnh, mất an ninh trật tự tại các điểm tiêm, Sở Y tế Bình Dương thông báo, người dân từ 18 tuổi trở lên an tâm chờ đến lượt nhận giấy mời hoặc thông báo của đơn vị, địa phương thì mới đến điểm tiêm phòng vaccine COVID-19. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng cho biết, đã chỉ đạo các địa phương chủ động tổ chức các điểm tiêm tốt hơn, không để người dân tập trung đông, đồng thời tuyên truyền người dân an tâm.
tỉnh sẽ cố gắng đảm bảo tiêm đủ 2 mũi cho người dân. Đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh, phường Thuận Giao cho biết, ngày 11 tháng 10, phường triển khai tiêm vaccine Verocell với số lượng người đủ thời gian tiêm mũi 2 rất nhiều. Phường đã tiến hành phát phiếu thông tin rõ ngày giờ, điểm tiêm để điều tiết lưu lượng người dân, đảm bảo khoảng cách. Tuy nhiên do người dân nôn nóng tiêm đủ 2 mũi để đủ điều kiện đi làm, nên nhiều người không có phiếu cũng kéo ra để đòi được tiêm. Bên cạnh đó, người dân có tâm lý sợ thiếu vaccine nên cũng kéo nhau đi tiêm. Sau khi xảy ra sự việc, phường đã tổ chức phát loa và gửi tin nhắn vào nhóm nhà trọ công nhân, tuyên truyền người dân yên tâm, phường đảm bảo đủ vaccine COVID-19 để tiêm mũi 2 cho tất cả mọi người. Do số lượng người tiêm quá lớn, phường trên 100.000 dân nên không thể tiêm trong một ngày. Cho nên phường phát phiếu phân ngày giờ, điểm tiêm. Người dân cứ làm theo thông tin, đảm bảo trong vòng 4 ngày sẽ tiêm hết mũi 2 cho người dân. Bộ Y tế vừa gửi công điện đến Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19. Công điện do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian qua, các tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Bộ Y tế cho biết, trong những ngày đầu tháng 10 năm 2021, mỗi ngày cả nước đã triển khai tiêm được hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19. Từ tuần cuối tháng 9 đến tuần đầu tháng 10 năm 2021, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ khoảng 25 triệu liều vaccine tới các đơn vị, địa phương. Dự kiến từ nay đến hết tháng 10 năm 2021, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tiếp nhận và phân bổ cho các đơn vị, địa phương khoảng hơn 35 triệu liều. Do đó, để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, Bộ Y tế điện Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố coi công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận vaccine ngay sau khi được phân bổ và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1 và triển khai tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Các địa phương huy động tối đa các lực lượng trên địa bàn tham gia tiêm chủng, chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng. Tại công điện, Bộ Y tế nhấn mạnh, nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng chậm tiêm, thì Bộ Y tế sẽ chủ động điều chuyển vaccine cho địa phương khác có tiến độ tiêm chủng nhanh hơn. Và khi đó, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Việt Nam đã tiêm khoảng 55 triệu liều vaccine COVID-19. Gần 39 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1, chiếm 54,3% dân số từ 18 tuổi trở lên. 16 triệu người đã tiêm mũi 2, chiếm 22,1%. Từ tháng 10, vaccine về nhiều, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành đẩy nhanh tiến độ tiêm. Trước đó vào ngày 28 tháng 9, Bộ Y tế có văn bản gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo Bộ Y tế, đến ngày 27 tháng 9, cả nước đã tiêm được hơn 40,2 triệu liều vaccine, trong đó có khoảng 23 triệu người đã được tiêm một liều vaccine và 8,6 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine. Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine đạt 43,9%. Từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 9, trung bình cả nước tiêm được khoảng 1 triệu liều vaccine một ngày. Tuy nhiên, những ngày gần đây, số vaccine tiêm chủng hàng ngày có xu hướng giảm. Theo Bộ Y tế, từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, Việt Nam có thể tiếp nhận số lượng vaccine nhiều hơn so với thời gian trước. Để đảm bảo sử dụng vaccine đúng tiến độ, tăng nhanh diện bao phủ, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai tiêm vaccine với số lượng lớn từ nay đến cuối năm 2021. Bên cạnh đó, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, trong đó ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, tăng độ bao phủ mũi 1 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định. Huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng, bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, y tế các ngành, tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và nhiều điểm tiêm chủng lưu động. Chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Các cơ sở thực hiện tiêm chủng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng, khẩn trương nhập hồi cứu đối tượng đã tiêm chủng nhưng chưa được cập nhật thông tin và nhập mới đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên hệ thống tiêm chủng vaccine COVID-19 theo đúng tiến độ tiêm chủng của địa phương. Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện,
coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong tình hình hiện nay và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu tổ chức tiếp nhận vaccine, triển khai tiêm chủng chậm và để xảy ra lãng phí vaccine. Đáng chú ý, dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng 103,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam. Trong đó đến hết tháng 9 về khoảng 22,8 triệu liều, tháng 10 về khoảng 31,2 triệu liều, tháng 11 về khoảng 23,9 triệu liều, tháng 12 về khoảng 25,5 triệu liều. Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương nói riêng và trên cả nước nói chung cơ bản đã được kiểm soát, nhưng không vì thế mà chúng ta lơ là và chủ quan ở những giai đoạn tới. Quý vị và các bạn hãy luôn nhớ thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế và Bộ Quy tắc 5K để bảo vệ bản thân, gia đình cũng như cộng đồng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.